Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, quận vương đê nghe biết tất cả các việc Chúa Giêsu đã làm thì phân vân, vì có kẻ nói rằng ông Gioan đã từ cõi chết sống lại còn kẻ khác lại nói Ông Elia đã hiện ra Kẻ khác nữa nói rằng Một tiên tri thời xưa đã sống lại Nhưng Herode thì nói Ông Doan Trẩm đã chém đầu rồi Ông này là ai mà Trẩm nghe đồn Làm những điều như thế Và vua tìm cách gặp người đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, Người khen Chúa. Kính thưa ông bà anh chị em, trước những lời đồn đại, Chúa Giêsu là Elia, Chúa Giêsu là Doan Tể giả hay một trong các ngôn sứ. Quận vương Herodê đã muốn gặp Chúa Giêsu để biết rõ về người. Tuy nhiên, ông đã không gặp Chúa Giêsu. Bởi vì tin mừng không nói cho chúng ta ông chỉ muốn gặp Chúa Giêsu mà thôi chứ không đi tìm gặp Chúa Giêsu. Có phải chăng Herod ngại gặp Chúa Giêsu? đấng đòi hỏi con người ta trở về ăn năn thống hối để nên thánh chăng như trường hợp của thánh vương david ở trong cựu ước thánh vương david đã đến với thiên chúa đến với gia Vê thiên chúa để thống hối ăn năn và thánh vương david đã được biến đổi còn quận vương Herode thì không cất công để đi tìm Chúa Giêsu. Và nếu chúng ta đọc tiếp Tin mừng Thánh Luca chương thứ 13 từ câu 31 cho đến câu 33. Tin mừng nói cho chúng ta khi Chúa Giêsu đi ngang qua thành thị và làng mạc mà giảng dạy thì có mấy người Pharisee đến thưa rằng, thưa thầy, vua Herod đang tìm giết thầy, nên thầy hãy tránh xa khỏi chỗ này. Chúa Giêsu đáp, hôm nay và ngày mai ta sẽ trừ quỷ và chữa lành bệnh tật. Ngày thứ ba hoàn tất. Hôm nay, ngày mai và ngày mốt ta phải ra đi. Bởi vì ngôn sứ không thể chết ngoài thành Jerusalem. Đó là câu trả lời cho chúng ta tại sao vua Herod đã không đến Chúa Giêsu, đã không tìm gặp Chúa Giêsu, bởi vì ông ta muốn giết Chúa Giêsu. Và nếu chúng ta Đọc tin mừng Thánh Luca xa hơn một chút nữa Chương 23 từ câu 8 đến câu 11 Tường thuật lại cuộc giáp mặt giữa Chúa Giêsu và vua Herod Trong tình cảnh cuộc thương khó Ông ta rất mừng rỡ khi gặp Chúa Giêsu bởi vì bao niềm mong ước từ thuở nào muốn gặp Chúa Giêsu và vả lại ông ta muốn gặp Chúa Giêsu để nhìn thấy Chúa Giêsu làm phép lạ ông quyên thuyên hỏi Chúa Giêsu đủ thứ điều trong khi các thượng tế và các kinh sư thì cố gắng để hạch tội Chúa Giêsu để tố cáo Chúa Giêsu nhưng Chúa Giêsu đã không một lời đáp trả. Và đó là lý do để Herod trở mặt. Ông ta cho quân lính khoác vào trên mình Chúa Giêsu một chiếc áo bóng loáng để rồi ông ta cùng với mọi người chế giễu, dèm pha và khinh bỉ Chúa Giêsu. Thế là trong hai cơ hội Hêrôđê đã bỏ qua để gặp được Chúa Giêsu và trong tình cảnh cuộc thương khó đó, Hêrôđê có gặp thì cũng như không gặp, bởi vì ông ta chỉ tò mò đi tìm phép lạ của Thiên Chúa chứ không phải ông ta đi tìm ơn trở lại, ông ta đi tìm niềm hạnh phúc hay ông ta đi tìm niềm vui, ông ta đi tìm ơn cứu chuộc khác với trường hợp của Gia Kêu ở trong tin mừng. Gia Kêu cũng là một người tội lỗi, một người nhiều thiếu sót. Tuy nhiên, tận đáy lòng của ông khao khát để được biến đổi và ông đã đến với Chúa Giêsu với tất cả tấm lòng thành của mình. Bởi vậy, tiên tri Jeremia đã nói ai chân thành, ai thành tâm đi tìm kiếm Thiên Chúa thì họ sẽ được gặp người. Mỗi người chúng ta chắc chắn giây phút nào chúng ta cũng đi tìm Thiên Chúa. Ước mong chúng ta không giống như Herod để đi tìm gặp Chúa Giêsu thỏa mãn mọi điều mong ước. Chúa cho chúng ta giàu có, Chúa cho chúng ta đầy đủ tiện nghi, đầy đủ vật chất như ý chúng ta muốn mà chúng ta đi tìm Thiên Chúa tận thâm tâm sâu lắng hay ý nghĩa hơn đó là chúng ta đi tìm một Đức Giêsu Kitô để Chúa biến đổi con người của chúng ta. Chúng ta đi tìm nguồn hạnh phúc, tìm nguồn khoan lạc đích thực chứ không phải niềm vui chóng qua ở đời này. Kể cả khi chúng ta nhiều thiếu sót, chúng ta chạy đến với Chúa để Chúa biến đổi, để Chúa làm cho chúng ta nên thánh trong từng ngày